đưa từng hộp ha. Đây. Đây. Chị lấy tối ha. Đủ chưa? Dạ có 2 hộp á. Ok, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Trăm ngàn mới tính. Alo. Alo, mình ở số mấy trên đường H vậy? Ngay chỗ cần tháp mây An Nguyễn là cho em. Ngay chỗ nào? Ngay chỗ nào? Có một dân đứng. Cái chỗ nào anh? Đó là cái cờ đám ma đó. Cờ đám ma hả? Có thấy cờ nào đó? Chạy thẳng vô mấy cái chung cư luôn đúng không? Là mình nghe cái đám đó luôn hay sao? Cờ đám ma nào trời, nói không rõ ràng rồi. Nó không rõ ràng không chưa địa chỉ chính xác rồi, kêu cờ đám ma là cờ nào. Mình chơi Bình Thạnh đó đúng không? À cái cờ treo ở đây không thấy. Là do ai? Do em hay anh? Thôi do anh, do không thấy cái cờ. Ủa là anh đó hả? À anh em gọi tổng đài đi. Hình nó chụp lâu rồi. Thôi gọi tổng đài đi. Hỏi giải thích. Gọi tổng đài làm gì? Thế là gọi làm gì á? Cái gì? Thế là gọi tổng đài làm gì á? Khác người không đi. Ờ. Nhìn biển số xe đi. Đi chen mà. Kêu sao là tài xế lợi dụng khách hàng tỉnh say. Tài xế giả mạo à? Không biết mặt. Tài xế chát lên. Bi dìm hàng đó chứ, tổng đài dìm hàng đó chứ. Ôi trời ơi. Sao vô đường không hay vậy? Đi hồ mát phải không? Đâu, đường này đường đi được mà. Đường này ngoại trừ chạy mưa đi không được thôi. Hay gì trời. Ôi. Hay gì ta. Mới biết đường này hả? Mới biết đường này đúng không nha. Dữ à. Ủa quẹo đây hả? Tưởng đâu ở trên chứ. Ừ nha. Em có nắm tay liền. Thứ nhất là khác hình, thứ hai là chị chạy sai đường. Một sao à. Khóa áp 3 ngày. Không khóa áp đâu. Cái gì? Không khóa áp. Không khóa áp đúng không? Không khóa áp mà nó hủy luôn à. Ok, ok, để ý nghe mà. Đó, dựng dựng ở đâu? Em biết thì khóa áp cái cổng liền. Không biết không. Đây đúng không? Thông cảm đi trời, khổ không. Ghê. Người ta làm cực đêm cực khổ. Trời ha. Khóa áp chắc rồi đó. Cảm ơn nhiều nha. Chỗ nào vậy?
đây ha. Rồi. Xuống từ từ nha. Rồi, cảm ơn. Có mình 30. Chờ tí. Gửi. Cảm ơn nhé. Mấy ở Đồng Tháp lận? Đồng Tháp hả? Dạ. Gần Tràm Chim không? Ở trong trung tâm Tràm Chim là Hồng Ngự à. Hôm nay bạn công chuyện trên đây nên không có về được. Rồi chạy xe kiếm thêm luôn. À, này ở Vĩnh Long. À chị Vĩnh Long hả? À? Vĩnh Long kế bên mà. Ủa chị Vĩnh Long chị không về quê luôn hả? Không, tại vì mới về mua mấy ngày à. Về sắp xếp rồi hết rồi. À. Trời ơi, làm cái gì mà bướm nó 50 triệu dữ vậy? Trời ơi. Thế đó đại gia. À đại gia. Thôi đất của bảnh là 1 mét là 1,5 tỷ. Bởi vậy nó cho em thuê cao quá rồi. Ngay. Đất hoàng. Rồi dân nổi tiếng không? Mà 50 triệu một tháng nhót ha. À. Chỉ ẩn ở ngủ nghỉ. Xong rồi còn tiền điện thì ước nó chi. Trời ơi bên này nó thuê có mười mấy triệu một tháng mà thấy té ra mà thấy trời ơi mình nhót buộc ngóc gan. À. Bên đây thuê mười mấy triệu là cộng luôn điện nước luôn đó là mười mấy triệu một tháng. Mà tính ra nó tính cái tiền gì phí gì trong trong chung cư á là phí gì đó mà một tháng phải đóng 500 mấy chục ngàn mà không có làm cái gì không có động tới cái móng tay thế đóng 500 mấy xong tiền gửi xe tiền này tiền kia cái tháng đóng cả triệu bạc. Trời ơi. Xong một mười mấy triệu tiền nhà tiền nước thôi. À, mấy này nó làm có tiền á không có ngán. Nghe nói tháng kiếm 50 triệu thì không nói á. Còn à, mày cái đó là mà một tháng mà làm tháng phải 70 mới mình cho nó nổi. Tại vì nghĩ đi, à tháng thì phòng không là 10 ít như cộng luôn chắc cỡ 16 17 triệu. 7 triệu mướn người giúp việc à, hết mẹ nó 8 triệu nữa rồi. Rồi ăn uống một tháng ít gì của nó, một tháng của nó tiền ăn của nó tiền này tiền kia giống bỏ có 20 có. Mà tính ra là ngắn tiền bao nhiêu rồi là 40-50 triệu tính là một quân tháng anh hô ở ra 40-50 triệu rồi. Anh làm rồi từ 80 tới 100 triệu mới có dư. Không thể nào mà anh làm dưới 70 triệu là anh chết liền. Làm cả 100 triệu nó mới giá trị. Ờ, anh làm là anh tầm từ 80 để lên anh mới có thể có số tiền dư thôi. Đúng rồi. Chứ là Sài Gòn mà nó mua cái gì cũng cái vài triệu, cái vài triệu không mà chứ mãi như mình mua Hà Tiên ấy rồi. Mua hàng xa xỉ được không? Thì chắc thích khách gì quan trọng mới dám thuê cái đó đến 50. Tiếc tiền chết sợ. Mà chứ. Mẹ nó ăn có tô ấy không mà 70-80 ngàn mẹ ra nó mua tô 35 ngàn có ăn nó ăn tô 70-80 không mẹ uống ly nước không có 100 ngàn thôi mẹ ra tao mua ly hai mấy là 2 ngàn tao uống không tao còn hít hạ nó nói bà quê gì vô nó bà ơi nó thôi rồi tao quên đi bây giờ khi nó kêu hỏi chị ăn gì không nó thôi mày để tao rồi. Nó kêu cho thằng nhỏ ăn trong hàng con của nó đó xong cho nhỏ ăn cái kêu bịt phở bò đem về múc cho nó ăn chưa tới chén nó còn nhiêu tao ăn nhiêu đó là tao ăn không hết nữa đó mày kêu mày mua bịch nữa rồi ai ăn cái này rồi bỏ cái trời ở với nó với bỏ ba đồ ăn với tao nói tội lúc có đầu nhiều khi mình nấu cơm có mình với thằng nhỏ với nó ăn nó không ăn rồi nhiều khi nó mua cái bịch này kia nó ra đi đây kia đồ món ngon nó mua đem về xong mình nấu cơm rồi nó mua nó đem về không ăn còn dòng quỷ ba cái gạo ở đây nấu bữa trước bữa sau nó hư mẹ nó có ăn được đâu. Mình tiếc mà mình bỏ mình tội trời ơi thì cái đúng là mình quê thiệt nhưng mà mình tội thấy bỏ đồ ăn chứ mình thấy mình tội luôn á. Nó không quê đó là tiết kiệm trời ơi mình tội ơi là tội nghe nó mua về ba cái đồ nước phải ăn không ăn nó bỏ nó hư rồi thế là nó ăn đó thì sao ăn cơm được trời đất ơi sống sang ghế chắc ghế quen nó quen rồi bỏ không được. Nhiều khi mua bịch về nó nhất có 2-3 muỗng à. Rồi xong rồi nó bỏ tô đó rồi đó. Còn mình với thằng bé làm ăn một bịch là được rồi, nó quýt cho bà 3 bịch. Trời đất quỷ thần ơi, mẹ 3 bịch rồi, còn bịch kia quắt tủ lạnh sáng rồi tôi hâm là tôi ăn.
Thôi đừng chỉ cách người giàu tiêu tiền. Trời ơi. Người ta giàu người ta có quyền á. Đúng rồi. Giờ nó có quyền nha, mà đồ ăn bỏ là tay tự tay mình bỏ rồi mình mới tội. Ờ mình bỏ rồi mới tội. Thì phải vậy, tự tay mình bỏ mà mình thấy tội mình lúc bắt đầu. Trời ơi. Đó mình tiết kiệm chứ mình không có quê. Tiếng ủng hộ. Giờ về quê nữa hả? Đó. Bây giờ là về quê nữa đó hả? Về lấy xe lên. Anh về lấy xe lên hả? Gửi xe, gửi cà bạc về rồi mà nó không chịu chở. Thì là ô xe bị bắt hả? Bị phạt hả? Hả? Thế là bị phạt hả? Gì hả? Không, xe ở nhà mà đem ra gửi cho mấy chị chở lên mà nó không chở. À. Nói bà người ta thì mua vé ở đâu? Phương Trang đúng không? Rồi, xuống từ từ nha. 18.000 của anh. Rồi, chờ em tí nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Hên quá có khách ngay bên xe luôn. Cổng số 3. Anh Nhật đúng không? Về Bình Thạnh. Chuyện trên đây nè nên không có về quê được. Mấy ngày Tết thì chạy cũng đâu có ăn nhiêu đâu. Thì cũng như ngày thường á thôi à. Hả? Cũng như ngày thường vậy đó. À, nhưng mà bận công chơi Tết mẹ rồi chưa tôi chạy tôi biết mà. À. Nhưng mà bận công chuyện trên đây nè, sẵn tiện rồi chạy. Có tuần cuối Tết á chạy ngon. À. Tại bận công chuyện trên đây nè nên nó mới ở lại đây. À. Chứ không phải là ở lại đây để chạy xe. Má tự quê lên tới đây rồi di chuyển ra bến xe Miền Đông đi tới ngoài Quy Nhơn thôi. Ủa vậy là quê ở đâu? Hả? Quê ở đâu mà đi từ miền ở Tây? Trà Vinh. Trà Vinh mà giờ ra Quy Nhơn làm gì? Quy Nhơn chạy xe của con ship vô, xe vô Vĩnh Long, về Mân Thích Vĩnh Long. Trời ơi, tứ xứ vậy hả? Hả? Chạy tứ xứ vậy đó hả? À, bữa chở ra tới Cầm Ranh nó bắt cái bài đi ra tới tới Bà La Cu á, Bà Cu xong rồi chạy xe về Quy Nhơn. Thấm chạy đã luôn. Quá ngày đi mấy ngàn dặm. Cũng tài xế không mà trước tôi chạy cho Honda. À. Trước chạy Grab á. Ngày mấy năm nay nó ế quá tôi nghỉ. À. Thiệt hại của anh tới 100 mấy lần à? 103.000. Đưa 100.000 được rồi nha. Cho nó chẳng. Rồi, cảm ơn nha. Bình Hưng Hòa đúng không? Anh Trung đúng không? Anh Tùng. Tùng đúng không? À đúng rồi. Giờ này mà chưa về quê nữa hả? Năm nay không có về. Cái túi đó để phía trước được không? Cái này cứng lắm. À, nhỏ thì để phía trước được, con đi dừng lại. Để trước cho nó dễ chạy, dễ ngồi. Sao nó cứng quá chứ. Rồi. Nặng á. Rồi, dư sức. Đừng có bự quá là được. Chiếc này chạy về Đồng Tháp là đã luôn. Mỗi năm có về, năm nay bận lu bu quá không về được. À.
anh mới từ đâu tới dưới quê lên hả? Ở Nha Trang vô. À, Nha Trang vô hả? Nha Trang như cáp treo làm lợi rồi đúng không anh? Hả? Cái cáp treo làm lợi rồi đúng không anh? Treo đúng rồi. À. Năm mươi sáu ngàn. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Alo, em tới 31 rồi nè chị. Đợi để em xíu nha. Dạ, rồi. Để cho gửi. Đưa tiền trước luôn ha. Em có 10 bia không anh? Hả? Em có 10 bia không? Không có. Có mùi dầu thơm gì đó không biết. Hả? Có mùi dầu thơm gì đó không biết phải không? Rồi lên xe hơi cao lên từ từ nha. Ừ. Xe rất cao chứ không phải hơi cao nha. Dạ. Có gì trời lo anh không cảm. Ừ, không. Mấy cái đó thì không sao. Thường mà gọi khách mà khách không nghe nó mới bực cái chỗ đó. Bình thường mà gọi khách mà khách không nghe là lo bị bùng đúng không? À, là mới khó chịu chứ mà khách tôi thấy khách rồi thì thôi cứ thôi mất. Tại em cũng kiểu như là cũng có bạn làm ship làm đi Grab đồ đó à. nên là cũng biết xíu. À. Tại với ông chửi khách hết giờ luôn. Chửi chứ, nhưng mà khách kiểu như gặp mình thấy mình rồi thì bình thường thì không sao. Dạ. Sợ chờ lâu mấy anh cũng hơi cọc. Thật mà chờ lâu cặc lắm. Anh thì thường thì không khách mà không ra, hoặc là khách kiểu nói chuyện mà kiểu khó ưa mới bực hơi, chứ còn bình thường mà gặp khách đang làm cái việc gì đó thì cứ để họ làm. Nhiều khách thì khó ưa, nhiều khách dễ thương đúng không? Đúng rồi, kiểu dạng đấy. Em làm rồi. Nếu bình thường nhiều khách họ bận công chuyện mà họ không nhắn tin cho mình biết luôn à. Kiểu vậy á. Còn em thì nhắn tin bình thường thì cứ làm việc giải quyết cho nó xong. Tại em sợ người khác chờ lâu nên là em nhắn trước vậy. Kiếm tiệm tạp hóa ghé vô cho em mua đồ nha. À rồi. Cho anh đó được không? Lấy được không? Lấy em bộ bài. Chỗ nào chỉ nha. À, xuống từ từ. Của mình 18 ngàn. Rồi, cảm ơn nha.
còn giữ xe máy nó banh chanh xe máy rồi, không biết chắc đi rồi. Xe máy té vậy là chắc cũng bệnh viện rồi, bệnh viện nặng rồi, không biết nữa hả. Xe hơi nó bị chút xíu à. Công an mà tới đo đạc là nghiêm trọng, đo đạc chụp hình là quá trời nè. Nhưng mà té về là chắc té nặng rồi, chơi bạo rồi. Đi xa thì có tiền nhiều thôi. Đón xa hả? Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp cho thuê bao quý khách cuộc gọi hiện nhấc máy cuộc gọi được tính. Alo, em tới 143 nữa chị. Hả? Em nghĩ thế. Ủa? Không, ủa chị đặt xe nè. Ý em tài xế, em gọi chị á. Nhưng mà bên em đã đóng cửa ngày 15 rồi mẹ. Tới 15 mới mở. Nhưng mà ai đặt xe của em là tới 143 năm Kỳ Khởi Nghĩa nè. Thì anh gọi. Sao em biết? Chị là Lan Anh đúng không? Em gọi cho chị là chị người đặt xe thì em gọi cho chị chứ. Chị thanh toán thẻ. Chị thanh toán thẻ luôn rồi mà. Rồi sao vậy? Ok. Em bấm thẻ, em kết thúc chiến. Ủa là sao ta? Bà này bà đặt xe xong bà la đóng cửa là sao? Đóng cửa thì chuyện của cái quán chứ, bà đặt xe tôi thì bà phải đi ra chứ. Tự nhiên bà đặt xe tôi xong rồi là bà la quán đóng cửa là sao? Alo? Alo nghe ạ? Em hỏi các anh bên xe nào vậy? Bên Bi? Bi hay là Rác? Bi đúng không? À. Vậy anh hoàn thành của em được không? Ý là chị đặt nhầm đúng không? Thì ý là anh hoàn thành thuốc giùm em được không? Em không hoàn thành được thì không được, nếu không được thì em hủy thì không sao hết. Không, để em hoàn thành cho. Em bên chị hoàn thành không được đâu, tại vì em cũng phải di chuyển đi à, nên thôi không cần đâu chị. Để em báo hủy. Để em báo hủy được. Dạ. Cái người mới gọi mình nè, là cái người mà đặt cho cái người kia. Như vậy rồi mình gọi cho người kia thì người kia nói là hôm nay nghỉ Tết, người kia không biết gì đó. Hai bà gọi là hai bà khác nhau đó, chán thì chứ giờ này đêm khuya gì đó mà đúng là báo mà. Chỗ này đúng không ạ? 110. Khoan từ cao đó. Tôi rớt rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nhé. Dạ, cảm ơn chị. Mình chở chị này cái mình nhớ năm ngoái. Năm ngoái mình chở cũng cho một cô. Của một cô đi chùa giống vậy nè. Nhưng mà ở bên hướng bên bên Bình Thạnh, họ đón xe bên Bình Thạnh. Còn hôm nay thì chị này thì đón ở đây. Đây là quận nhất. Tự nhiên chở chị xong cái mình nhớ cái cô năm ngoái. Tính ra cô năm ngoái cũng chúc cái
chúc kiểu chúc chúc con nhiều sức khỏe này kia cái thứ á. Hình như cái clip này mình có đăng chút cấp không ta? Giờ này sáng rồi, chắc năm nào cũng có duyên với một người chở đi đi chùa. Năm nào cũng được chúc một con chúc vậy, thật là may mắn. Tính ra là cái tình huống y xì luôn, cái tình huống y chang như tình huống năm ngoái luôn, cũng tầm giờ này đợi cô nó đi xuống, xong rồi chở tới cái điểm đón, cái điểm hẹn để mà đi chùa. Chỗ nào?